Hòa hợp dân tộc Việt Nam từ 1975 đến nay, hành trình tha thứ, đoàn kết và hy vọng. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Sử Việt Aret. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình đầy cảm xúc của dân tộc Việt Nam, hành trình hòa hợp và tha thứ từ sau năm 1975. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng vết thương nó để lại vẫn còn hằn sâu trong trái tim của nhiều thế hệ người Việt. Video này sẽ đưa các bạn khám phá cách mà Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để xoa dịu, gắn kết và xây dựng một tương lai hòa bình và đoàn kết cho tất cả mọi người. Chiến tranh đã khép lại, nhưng những vết thương mà nó để lại trong lòng dân tộc còn đó, sâu và đau. Năm 1975, khi tiếng súng cuối cùng ngừng vang, Việt Nam chính thức thống nhất, mở ra một trang mới trong lịch sử. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui là những chia rẽ, những nỗi đau và vết sẹo khó phai. Trải qua nhiều năm tháng xung đột, với những mất mát không kể xiết, Việt Nam đối diện với nhiệm vụ lớn lao là làm sao để xoa dịu, hàn gắn và cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình. Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã nỗ lực không ngừng để hòa hợp dân tộc, tạo nên một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh. Đây là một hành trình không dễ dàng, đòi hỏi sự khoan dung, lòng kiên nhẫn và sự thấu hiểu sâu sắc từ cả nhà nước và nhân dân. Chính sách khoan dung, không trả thù. Khi chiến tranh kết thúc, những mâu thuẫn, hận thù còn chồng chất. Nhiều người lo sợ rằng sẽ có những cuộc trả thù hay truy đuổi đối với những người đã từng phục vụ cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng ngay từ đầu, nhà nước Việt Nam đã tuyên bố không trả thù, không phân biệt đối xử với những người ở lại hay ra đi. Chính sách khoan dung được đưa ra như một bước đi mang tính nhân văn và sâu sắc. Những lời kêu gọi từ các nhà lãnh đạo, từ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đến các lãnh đạo đảng và nhà nước, nhấn mạnh rằng bàn tay giơ lên rồi lại hạ xuống để cùng nhau xây dựng một đất nước hòa bình, không còn chia rẽ. Có những câu chuyện xúc động về những người lính của cả hai phía từng đối đầu trong chiến tranh, nay lại sẵn lòng ngồi lại với nhau, cùng nhìn lại quá khứ và hướng đến tương lai. Những người từng chiến đấu cho chế độ Việt Nam Cộng Hòa được trao cơ hội để hòa nhập và đóng góp cho xã hội. Hành động này không chỉ là sự khoan dung từ phía chính quyền mà còn là nỗ lực của mỗi cá nhân trong cộng đồng để cùng nhau bỏ lại những đau thương phía sau. Chương trình cải tạo và tái hòa nhập xã hội Strong, HOH ngay sau khi đất nước thống nhất, nhà nước Việt Nam đã tiến hành các chương trình cải tạo tập trung nhằm giúp những người từng phục vụ trong chế độ cũ có cơ hội học tập, tái hòa nhập với xã hội mới. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng giai đoạn này gặp nhiều khó khăn và tranh cãi. Một số người cảm thấy đây là sự cưỡng chế, nhưng cũng có nhiều người đã hiểu được ý nghĩa của chương trình, rằng đó là bước đầu để làm quen và thích nghi với xã hội mới, với hệ tư tưởng và mục tiêu chung của đất nước. Thời gian trôi qua, sự bao dung từ phía cộng đồng và gia đình cũng góp phần lớn trong việc tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập. Những con người từng đứng ở hai bên chiến tuyến dần dần học cách sống chung, bỏ qua sự thù hằn để hướng đến lợi ích lớn hơn là một đất nước hòa bình. Đó là một quá trình chuyển đổi phức tạp, nhưng cũng rất nhân văn, thể hiện khát vọng hòa bình và sự khoan dung của người Việt Nam. Đại đoàn kết dân tộc, sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính sách hòa hợp. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong chính sách của Đảng và Nhà nước. Đây không chỉ là một khẩu hiệu, mà là kim chỉ nam trong mọi hoạt động từ trung ương đến địa phương. Các chương trình truyền thông, các cuộc vận động và các hoạt động văn hóa xã hội đều xoay quanh mục tiêu gắn kết cộng đồng, xóa nhòa những khác biệt về quan điểm, lý tưởng. Nhà nước luôn nhấn mạnh rằng, mỗi người dân, dù từ quá khứ nào, cũng là một phần không thể thiếu của dân tộc Việt Nam. Tại nhiều địa phương, những phong trào uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa không chỉ nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần khơi dậy tình yêu thương, đoàn kết. Chính quyền đã khuyến khích nhân dân cùng chia sẻ, cùng nhau làm các hoạt động từ thiện, xây dựng cơ sở hạ tầng. Những nỗ lực này là biểu hiện sống động của tinh thần đoàn kết, thể hiện sự hòa hợp không chỉ qua lời nói mà qua từng hành động cụ thể. Đổi mới và mở cửa kinh tế, cơ hội để gắn kết lòng dân. Cuộc cải cách đổi mới năm 1986 là một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Việt Nam. Chính sách đổi mới đã giúp nền kinh tế Việt Nam vươn mình, mang lại sự thịnh vượng và cải thiện đời sống cho hàng triệu người dân. Khi nền kinh tế mở cửa, các tầng lớp trong xã hội có cơ hội làm việc cùng nhau, bất kể xuất thân hay quá khứ. Những thành tựu kinh tế giúp thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo, giảm đi các căng thẳng vốn tồn tại từ sau chiến tranh. Những vùng đất nghèo khó dần thay da đổi thịt, các khu công nghiệp, khu đô thị mọc lên. Việc làm, thu nhập tăng lên đã xoa dịu nhiều vết thương chiến tranh và giúp người dân yên tâm làm ăn, sinh sống. Kinh tế ổn định cũng đồng nghĩa với việc xã hội bớt đi những bất ổn, tạo nền tảng cho hòa bình và sự gắn bó sâu sắc giữa các tầng lớp nhân dân.
hòa hợp với kiều bào, những người con xa quê. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài, dù ở xa quê hương nhưng vẫn mang trong mình nỗi nhớ nhung về tổ quốc. Đảng và nhà nước Việt Nam đã có nhiều chính sách để giúp kiều bào cảm nhận được sự gắn bó với quê hương, khuyến khích họ đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. Những năm gần đây, rất nhiều người Việt từ các nước phát triển đã về nước, đóng góp tài chính, tri thức và kinh nghiệm vào quá trình phát triển của Việt Nam. Các hoạt động thăm quê, các dự án hợp tác kinh tế, văn hóa đã góp phần lớn vào việc thắt chặt mối liên kết với kiều bào, giúp họ thấy mình là một phần không thể tách rời của đất nước. Chính sách về dân tộc thiểu số và tôn giáo, xây dựng một xã hội đa dạng nhưng hòa hợp. Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa tôn giáo, với hơn 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Đảng và nhà nước đã có những chính sách cụ thể để bảo vệ quyền lợi, phát triển kinh tế và giữ gìn bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số. Các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, giáo dục, y tế cho đồng bào vùng cao, vùng sâu vùng xa đã góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của họ. Trong các chính sách tôn giáo cởi mở hơn đã tạo điều kiện cho nhiều tín đồ được thực hành tín ngưỡng một cách tự do. Các lễ hội tôn giáo và truyền thống văn hóa đa dạng của các dân tộc được tổ chức và khuyến khích, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của cả nước và thắt chặt mối đoàn kết dân tộc. Bài học từ quá khứ và khát vọng cho tương lai. Quá trình hòa hợp dân tộc ở Việt Nam là một hành trình đầy cảm xúc, sự tha thứ và lòng kiên nhẫn. Từ những nỗi đau của chiến tranh, dân tộc Việt Nam đã vươn lên để xây dựng một xã hội đoàn kết, trong đó mỗi cá nhân đều có quyền được sống và đóng góp vào công cuộc chung. Những bài học từ quá khứ, sự kiên định với chính sách khoan dung và tinh thần đại đoàn kết đã trở thành nền tảng để Việt Nam vững bước đi lên trong tương lai. Giờ đây, khi đất nước tiếp tục đối diện với những thách thức mới từ hội nhập và phát triển, tinh thần đoàn kết dân tộc là ngọn đuốc sáng soi đường. Đó là khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam thịnh vượng, giàu mạnh, trong đó tất cả mọi người đều chung một giấc mơ về hòa bình và hạnh phúc. Hành trình hòa hợp dân tộc chưa bao giờ dễ dàng, nhưng niềm tin vào một tương lai tốt đẹp vẫn luôn vững bền trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Các bạn thân mến, hành trình hòa hợp dân tộc của Việt Nam là câu chuyện về lòng khoan dung, tình yêu đất nước và khát vọng cho một tương lai tốt đẹp. Đó là hành trình đòi hỏi nhiều nghị lực, nhưng cũng thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết dân tộc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hy vọng rằng mỗi chúng ta sẽ cùng đóng góp để xây dựng một Việt Nam ngày càng phát triển và thịnh vượng. Nếu thấy video hữu ích, đừng quên nhấn thích, chia sẻ với bạn bè và để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Và nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những nội dung mới nhất từ chúng mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.